một một cái nội dung uh, mà như chúng ta đã nói với mọi người đó chính là ứng dụng sinh làm thấp vào trong uh, những cái mối quan hệ của mình uh, thì hôm nay chúng ta sẽ đến cái tư duy cuối cùng một vòng rồi bởi vì anh chị phải hiểu như vậy nè uh, là chúng ta sẽ cùng nhau học về cái cách để ứng dụng sinh mệnh tiềm thức ấy không chỉ là trong về tài chính mà mình còn phải ứng dụng cả về sức khỏe và mối quan hệ để làm sao à? để chúng ta có một cái cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn uh, và hôm nay uh, chúng ta sẽ giờ uh, À, đi qua một cái tư duy cuối cùng sau đó là mình sẽ cùng nhau đi đến với cái chủ đề ứng dụng sức mạnh tỉnh thức để mình hòa hợp trong các mối quan hệ của mình anh chị nha rồi ok anh chị và tư duy chị phú hôm nay tú sẽ cùng với các anh chị đi qua à, các anh chị ghi vào vợ của mình nha đó chính là người giàu ấy thì họ luôn học hỏi và phát triển à, người giàu họ luôn lựa chọn cái sự họ luôn lựa chọn cái sự học hỏi và phát triển anh chị còn người mà chưa thành công và giàu có ấy, thì họ luôn nghĩ rằng là mình đã biết hết tất cả rồi. Ừ. và có ba cái từ mà cực kỳ chưa an toàn anh chị ha. Ờ, nếu mà chúng ta muốn đi chúng ta muốn đi đến thành công thì ba cái từ này là ba cái từ mà chúng ta cần phải gì à? ờ, gọi là không nên dùng luôn anh chị. bởi vì nó chưa có an toàn. đó chính là gì? ba à? cái từ chính là tôi biết rồi. khi mà chúng ta sử dụng ba cái từ này anh chị nha. Có nghĩa là mình đã bắt đầu, mình đã lựa chọn cái sự ngừng phát triển. Bởi vì trong vũ trụ này anh chị, thì chỉ có hai trạng thái thôi, đó chính là gì ạ? À? À, phát triển, một là phát triển và hai là lựa tay. À, giống như cơ thể của mình cũng vậy anh chị. Mỗi ngày chúng ta mở mắt ra thì tóc mình nó đều dài thêm một tí, móng tay của mình thì nó cũng dài thêm một tí, và cơ thể của chúng ta cũng có sự phát triển đúng không ạ? À, liên tục và nếu như ngày nào mà chúng ta, ta thấy là móng tay của mình hay tóc của mình mà nó không có dài ra là biết là cơ thể của mình là đang 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 khỏe dần lên rồi đó nó chưa được ổn lắm anh chị nha cũng giống như vậy anh chị à, chúng ta đang sống trong một cái vũ trụ có những cái quy luật nếu mà chúng ta không có chủ động lựa chọn sự phát triển thì chúng ta sẽ rơi vào cái trạng thái là gì à, lụi tàn chứ không có cái trạng thái đứng im anh chị nha ngày trước ấy khi mà tú chưa biết về những cái kiến thức của câu lạc bộ anh chị à, thì tú luôn nghĩ rằng là chắc chắn là nếu mà mình không phát triển lên thì mình vẫn đang đứng yên thôi. À, có bao nhiêu trong số anh chị chúng ta cũng từng nghĩ như vậy à? Từng nghĩ là nếu mình không phát triển lên thì mình đang đứng yên, à, Chứ mình không bị thụt thuộc, thuộc lùi lại phía sau hay bị lạc hậu thì mình số 1 anh chị. À, nhưng mà không anh chị ha. Khi mà tú tham gia vào câu lạc bộ cũng như học những kiến thức của câu lạc bộ thì mình biết được rằng là gì? Nếu như mà chúng ta không lựa chọn sự phát triển thì có nghĩa là có nghĩa là sao anh chị? Những cái trí tuệ trước giờ mình đang có, những cái kiến thức mà trước giờ mình đang biết ấy mình cứ nghĩ là nó đứng im nhưng thật sự là nó không anh chị nha. Nó sẽ bị lụi tàn mà nó gì ạ? thụt lùi lại so với tất cả những cái thứ mà ở ngoài kia. Tại vì thế giới thì ngày càng phát triển mà anh chị. Ở thông tin ngày hôm nay đã khác với ngày hôm qua rồi. Thậm chí là chúng ta đang ngồi đây với nhau được 5 phút đi. Ở thì trong 5 phút qua thì nền kinh tế có rất nhiều những cái biến động. À, trong kinh doanh này trong đầu tư có rất nhiều cái thay đổi anh chị nha nên là chúng ta phải hiểu được gì à? À, phải hiểu được các quy luật của trụ là gì à? nếu như mình không lựa chọn cái sự phát triển thì nó sẽ lựa tàn Chứ nó không có đứng yên anh chị vậy thì làm sao để mà tôi biết được cái điều này anh chị tại vì lúc đầu khi mà tôi ứng dụng cái bộ công thức của câu lạc bộ ấy, thì bản thân của mình cũng đồng hành cùng một số anh chị em bạn bè trong câu lạc bộ anh chị nha thì khi mà tú bản thân của tú anh chị khi mà ứng dụng những cái kiến thức câu lạc bộ thành công thì thời điểm đó là cái dòng tiền của mình nó rất là lớn à, cái dòng tiền của mình rất là lớn anh chị về rất là nhiều và khách hàng quá chờ luôn công việc kinh doanh thì gọi là phất lên như diều và gió như diều gặp gió anh chị thì thời điểm đó bản thân của tú bị vướng vào cái tư duy này là mình nghĩ là mình biết rồi mình nghĩ là mình học hết kiến thức câu lạc bộ rồi là mình tuyệt vời mình giỏi rồi À, nên là gì à? à, không không phát triển nữa mình dùng cái từ chính là tôi biết rồi anh chị mình nghĩ là bây giờ mình biết rồi bây giờ mình học nữa thì cũng không biết học cái gì nữa và học nhiều hơn cũng không biết học cái gì nữa anh chị thế là sao ạ à? thế thì thời điểm đó là mình lựa chọn cái sự không phát triển nữa anh chị cái mình cứ xào quần xào quần là lòng vòng lòng vòng lòng vòng mình cũng chưa chăm chỉ ha và cuối cùng vậy một thời gian khoảng 2 uh, ba tuần gì đó mình thấy là tự nhiên là mình thấy kết quả mình nó bắt đầu đi xuống. Mình thấy ủa giờ này tiền bạc mình có vẻ như không có về nhiều nữa. Nó không có lưu thông uh, về tiền bạc. Mình thấy rằng là những cái sự kiện mà nó không có tích cực, Hay những cái điều không tốt đẹp thì nó nó có đến với mình liên tục anh chị. Và tự nhiên mình thấy là gì ạ? À? Ôi sao uh, có nhiều việc không có thuận lợi nó đến trong cái việc kinh doanh của mình quá ta. Mình cũng đó là mình cũng đặt câu hỏi là không biết tại sao sau một thời gian mình rơi vào cái trạng thái là không tích cực anh chị, trạng thái gọi là năng lượng nó không được ok, thì sau đó gì, à? Ở bên trong của mình bắt đầu có những cái suy nghĩ không tích cực nè, bởi vì mình không có tiếp xúc với những học tập nè, à, và câu lạc bộ anh chị ha Từ đó thì thông qua năm giác quan, thì mình mới nhận ra rằng là a, à, thì ra trong những cái ngày vừa qua là mình đọc những cái thông tin không tích cực nè, rồi mình xem những cái điều không tích cực nè mình lướt Facebook nè, mình xem TikTok nè, mình đọc những cái drama nè. Rồi mình nói chuyện với những người gọi là không tích cực nè, nói những điều không tốt đẹp nè. À, mình không hớt nè. Nói chung nhiều chuyện. Sau đó là gì ạ? À? Bởi vì lúc đó là mình không có tập trung với chị bản thân anh chị ha. Nên là khi đó là mình dành 2-3 tiếng trong ngày mình chả biết mình làm gì. Mình cứ lan like thang trên Facebook và trên các trang mạng xã hội. Mình lướt lướt cái gì cũng chả biết nè. Sau đó mình thấy một cái thời gian là mình thấy cuộc sống mình nó nó lạ lạ bên ngoài của mình nó kỳ kỳ lạ lắm mà nha kiểu vậy anh chị cái xong đó là gì ờ à? à, lúc đó thì mình tại vì lúc đó là mình không có được nghe những cái câu chuyện thành công hay mình không có được nghe nhé anh chị em coi là bộ chia sẻ ăn mừng thành công anh chị và mình cũng không có nói chuyện với những người không tích cực anh chị ha bắt đầu mình quay về cái con người cũ của mình cái con người cũ của mình nó đang được nuôi dưỡng mà tự dưng là mình không có cho mình không có nuôi dưỡng nó nữa thì sao à thì con người con người cũ của mình nó sẽ trồi lên nó mạnh lên anh chị xong rồi gì à thì 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 nó bực về cái con người mới của mình vừa mới phát triển được xíu nè thì sau đó gì à, à mình mình bắt đầu là gì anh chị mình bắt đầu là mình uh, tự hỏi bản thân của mình tại vì khi bên trong của mình nó không được ok thì bên ngoài kết quả nó sẽ hiển lộ anh chị là mình rơi vào cái trạng thái là uh, không tích cực không uh, không có suy nghĩ gọi là bản thân mình thấy không có vui mặc dù là mình thấy ở bên trong mình mặc dù mình đang ở trong một cái ngôi nhà là xung quanh mình thì toàn người giàu mình thấy là ừ phong cảnh cũng rất là đẹp có sông có hồ rồi đường xá rộng rãi thoáng mát cây cối xanh um tùm uh, yên tĩnh nhưng mà mình vẫn thấy là mọi thứ nó vẫn gọi là sao mình không có vui mình thấy cứ bực bực sao mình thấy cứ khó chịu nó cứ gọi là không hiểu sao giống như là ai ai ghẹo mình mà rõ ràng là, rõ ràng là chả ai ghẹo mình hết thấy không có vui anh chị không có cảm xúc gì hết cái thậm chí là có những có một cái thời điểm mà mình rơi vào cái trạng thái là không muốn hành động anh chị tự nhiên làm dụng cái gì cũng không muốn làm kiểu như là làm cái xong nói thôi mình nghỉ ngơi hôm nay đi không muốn hành động anh chị có ước mơ có mục tiêu nhưng mà không muốn hành động luôn à, lúc đó giống như là bởi vì mình không còn cái cảm xúc với cái với với, với cái cái việc mà quyết liệt anh chị ha thế là sao anh chị ờ à, thế mình cũng không có động lực mình làm luôn thế là lúc đó mình không biết làm sao hết trơn mình có nghĩa là mình muốn thoát ra cái trạng thái đó mình muốn thoát ra anh chị ha và anh chị biết không ạ khi mà mình không có vui thì theo anh chị sức khỏe mình có tốt không ạ khi bên trong của mình nó cứ ấm ức nó cứ bức rứt rồi nó cứ khó chịu á năng lượng của mình nó không được cao á theo anh chị sức khỏe mình có tốt không ạ sao tốt được anh chị lúc nào cũng rơi vào trạng thái ngủ đông ấy lúc nào muốn ngủ hết trơn ấy rồi rơi vào trạng thái gì ạ à? lười ăn tại vì thấy ăn mới ăn rồi còn no tại vì có làm gì đâu mình đối lại anh chị đâu có dùng năng lượng đâu ăn xong lên chùm mình ngủ tiếp rồi theo anh chị là nếu mà trạng thái của mình tinh thần của mình nó không ok tâm trạng mình không ok theo anh chị là những cái mối quan hệ xung quanh mình ấy có hòa hợp không ạ à? tại vì chúng ta mà anh chị thấy là khi mình khó chịu ấy tự như mình nói chuyện với người khác mình cũng cọc cằn mình coi giống như người, ông bà mình hay có câu dẫn cá gì dẫn cá dẫn cá chém thớt anh chị ba cái là ba thứ đó nó dập lại một lần là coi như là ba mình không tích cực cái là ba cái về tài chính về sức khỏe môn hệ không có không có cái nào ưu tiên không có nào ok anh chị ha sau đó được hai ba tuần mình cảm thấy là mình chịu không có nổi nữa rồi bây giờ mình muốn thoát ra khỏi cái tình trạng này anh chị mình nhớ là ủa cách đây một hai ba hai ba tuần trước mình tích cực lắm mà mình vui vẻ lắm mà mình hạnh phúc lắm mà sức khỏe mình tuyệt vời lắm trang nha năng lượng lắm rồi xung quanh mình là những người bạn của mình rất là tuyệt vời mối quan hệ của mình rất là tuyệt vời nhưng mà tự dưng mình rơi vào cái trạng thái như ta à, thì tú vừa nói với các anh chị cái lý do mà hầu hết tất cả mọi người á ở tất cả mọi người anh chị ha đều hoặc là không phải là tất cả mà có một số một vài một số anh chị chúng ta cũng sẽ rơi vào cái trạng thái này mà mình không biết lý do vì sao luôn Thế anh chị biết không ạ Lúc đó là tôi xin cái sự định hướng của tiềm thức anh chị. Gì chứ, gì gì chứ tôi lúc nào cũng không có quên tiềm thức anh chị ha. Cho dù là bất trong bất kỳ một cái lúc nào trường hợp nào thì mình không bao giờ mình quên quên tiềm thức anh chị ha, mình không có quên cái người bạn thân của mình đâu. Là tôi xin cái sự định hướng anh chị. Tôi cầu tôi cầu nguyện cho tiềm thức giúp đỡ mình. Phải giúp đỡ mình thoát ra khỏi cái trạng thái này. Bây giờ mình không chịu nổi nha anh chị. Thật sự với các anh chị luôn mà khoảng 2 ba tuần mà chúng ta rơi vào cái trạng thái là không có động lực, không muốn hành động gì hết, không muốn làm gì hết. Nó cực kỳ là không có được thoải mái luôn. Mình chịu không nổi nha anh chị. Lúc đó là tôi cũng chả biết lý do vì sao đâu. Nhưng mình đã xin cái sự định hướng của tiềm thức anh chị ha. Thì anh chị biết không ạ, à? À, lúc đó thì rất là tuyệt vời. Khi mà tôi nhìn vào cái tủ sách của mình anh chị, cái quyển sách đầu tiên, à, ờ, mà tú nhìn thấy nghĩa là nguyên cái tủ sách luôn là thường là tú nhìn vào tự dưng là mấy cái dãy trên mình không nhìn cái dãy giữa mình cũng không nhìn tú nhìn, nhìn cái dãy thứ ba anh chị nha thì anh chị biết cái dãy thứ ba cái dãy mà tú hay đọc nhiều ấy. thì tự nhiên là đập vào mắt của tú quyển sách mà tú nhìn thấy anh chị nha mà dù nó cũng nằm sang cả những quyển kia nhưng quyển mà tú đọc uh, được, được thấy ấy. nghĩa là đập cho mắt mình thấy đó, chính là quyển phép màu anh chị phép màu à, tìm thức nhắn nhở là mình viết lòng biết ơn đi anh chị, Tại mình lật quyển sách đó ra mình đọc cái chương mình đọc cái phần đầu tiên sau mình đọc tới cái ngày số 1 đúng không ạ, là cảm thấy mình, mình thật đọc hạnh phúc nhất <laughs> anh chị nào ngưỡng mộ mở hai điện thoại xong mở mất luôn này, <laughs> rồi ok anh chị nha, đấy thì xong mà mình mở ra đúng cái cái chương mà uh, ngày số 1 anh chị là cảm thấy mình thật hạnh phúc và sau đó mình đọc cái ngày số 1 anh chị thì nói là chúng ta biết 10 cái điều biết ơn ấy thì tôi mới nhận ra là trong khoảng thời gian vừa qua anh chị ha là mình thiếu mình thiếu cái sự biết ơn anh chị cái điều mà dẫn tôi đến cái trạng thái đó chính là cái sự biết ơn và tình yêu thương mình thấy là trong cái thời gian vừa qua anh chị ha là bên trong của mình nó nó bị thiếu nó không có đủ cái tình yêu thương mà lòng biết ơn anh chị, nên là thành ra mình nhìn cái gì mình cũng không có vui, mình cũng không hạnh phúc anh chị và tôi bắt đầu viết lại lòng biết ơn, mình viết là nghiêm túc anh chị ha, Chứ trong cái khoảng thời gian mà dẫn mình đến cái trạng thái không tích cực anh chị, đó chính là bởi vì mình không có biết, mình không có biết và tôi mới quay lại học tập nghiêm túc, mình kiểm soát lại năm cái giác quan của mình. À, cho nghe gì xem gì đọc gì nói gì và tiếp xúc với ai và cũng như mình quay lại mình tiếp xúc với những cái người thành công anh chị mình bắt đầu lắng nghe những câu chuyện thành công từ những anh chị em trong câu lạc bộ nhiều hơn cũng như mình dành thời gian mình ăn mừng thành công của chính mình cũng như tất cả anh chị em trong câu lạc bộ anh chị còn thời gian trước là bởi vì mình rời xa môi trường câu lạc bộ ấy. mình đâu có ăn mừng thành công đâu mình không có tự giác ăn mừng thành công anh chị mình cũng không tập trung vào cái việc tổng kết thành công mình luôn, mình cũng không nghe câu chuyện thành công của bất kỳ một ai luôn, thì sau đó tôi bắt đầu quay lại anh chị ha, và khi đó tôi mới nhận ra là cái lý do là vì sao rồi, và nên là thành ra anh chị ha, tôi biết uh, lòng biết ơn để nuôi dưỡng lại cái tình yêu thương của mình, và sau đó mình uh, quay lại coi là bộ mình học nghiêm túc, kiểm soát là năm giác quan của mình anh chị ha mình không cho nó tiếp xúc với những điều không tích cực nữa thì anh chị biết không ạ à? trong một tuần thôi anh chị tầm một tuần thôi thì uh, phép màu xảy ra chính là gì ạ à? bỗng dưng uh, bỗng dưng thấy yêu đời và con tim đã vui trở lại anh chị tự nhiên vui mặc dù đó là tiền chưa về anh chị ha đó là dòng tiền của mình nó 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 đang bị tắt nghẽn nó chưa về nhưng mà vẫn vui ngày nào cũng như hoa mùa xuân anh chị ngậm cười ấy niềm vui quay trở lại hạnh phúc quay trở lại anh chị có động lực với mục tiêu của mình cái bắt đầu từ đó về sau là mình bắt đầu mình nhớ cái bài học đó anh chị ha mình nhớ rằng là những cái sự kiện những cái sự việc mà đến với cuộc đời của mình ấy không phải tự nhiên nó có anh chị mà khủng cũng không có cái gì mà nó nó kiểu như là tự nhiên nó đến anh chị ha anh chị nên nhớ là tất cả mọi mọi điều ấy sự vật sự việc mà đến với cuộc đời anh chị ấy, đều do chúng ta quyết định anh chị nha và vũ trụ ấy luôn mang đến cho chúng ta những cái bài học để các anh chị có thể hoàn thiện chính mình giúp cho mình đạt được mục tiêu của mình thôi được không ạ nhờ cái bài học đó thì tôi mới biết được rằng là những cái giá trị ở những cái giá trị này là tôi mới chia sẻ với các anh chị nên anh chị nào hiện tại chúng ta đang ở trong phòng gym này mà chúng ta cũng đang ở trong cái hoàn cảnh mà mình đang đứng trước một cái điều đó mà nó chưa dễ dàng Ờ, về bên trong của mình anh chị ha hay những cái sự việc sự kiện bên ngoài nó không được như ý mình ấy, thì hãy nhớ là mọi việc đến với cuộc đời anh chị là do anh chị quyết định tài chính mối quan hệ sức khỏe hay mối quan hệ gia đình con cái hay là những mối quan hệ xung quanh à, thì đều là do anh chị quyết định và vũ trụ đang mang đến cho anh chị những cái bài học để anh chị hoàn thiện mình lên đó tại vì khi anh chị hoàn thiện mình rồi thì anh chị mới đạt được mục tiêu của mình nên là anh chị khi mà anh chị nghe tôi chia sẻ anh chị có anh chị có biết cái cách để anh chị thoát khỏi uh, cái, cái 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 cái, trạng thái mình đang bị không ạ có chứ hoặc những anh chị nào mình chưa gặp cái trạng thái này thì sao anh chị là mình cũng biết được rằng mình đừng có phạm vào những cái điều này để là trên cái hành trình mình nó đi anh chị ha nó đi cái vầy tới thành công luôn mặc dù là chắc chắn là đi đến thành công nó không có trải thảm đỏ rồi nhưng mà ít nhất là trên cái hành trình mình đi nó là cái hành trình hạnh phúc anh chị À, lý do gì mà mình phải trả giá cho những cái điều mà trong khi đó người thành công đi trước người ta đã chia sẻ rồi mình lại muốn đi thử để làm cái gì thay vì như thế thì sao anh chị mình có cái bài học cho mình 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 rút kinh nghiệm lần sau mình thấy cái chỗ này mình né để trên cái hành trình mình đi đến thành công anh chị ha trên cái hành trình đó là những cái những cái sự vui vẻ được không à ừ và anh chị phải xem những cái kinh nghiệm của những người thành công chia sẻ cho mình ấy là những là cái tài sản những cái bài học đó là tài sản anh chị bởi vì sao ạ à? bởi vì nếu mà bởi vì nếu mà các anh chị không có được nghe chia sẻ từ tú hoặc các những anh chị nhóm trưởng thành công chia sẻ cho các anh chị có thể anh chị sẽ trả giá cho những cái bài học đó và thậm chí là nếu mà anh chị ý chí không vững ấy có thể anh chị sẽ bỏ cuộc và dừng lại và không tiếp tục đi về phía trước và có như mục tiêu anh chị thì đâu ai vậy đâu ai đi giùm mình đâu anh chị người ta có thể đưa anh chị cái tấm ban đồ người ta có thể cùng anh chị đi trên tấm ban đồ đó dẫn đường anh chị đi nhưng ai là người đi à? anh chị là người đi cho họ làm sao họ kéo anh chị được? À, nên là anh chị phải xem những cái bài học những cái kinh nghiệm của những người thành công anh chị nha là những cái gì à? là tài sản của mình đấy. bởi vì những cái bài học mà tú chia sẻ anh chị hay những bài học mà câu lạc bộ chia sẻ anh chị là bản thân của tú và cũng như câu lạc bộ đã giúp cho rất là nhiều anh chị thành công rồi và giúp cho họ gì à? à gọi là thay đổi và cũng như vượt qua được những cái cái điều đấy được không à? Ừ, nên là anh chị phải biết được rằng những cái bài học ấy là những cái tài là tài sản của anh chị nha và anh chị phải hiểu như vậy nè những cái bài học mà chúng ta đang nhận ấy, dù vui hay không vui có thể anh chị đau lòng tuổi thân lạc lõng thẫn thờ rồi có những anh chị là rơi vào trạng thái là thất vọng rồi tuyệt vọng tôi thì thủ toàn tôi an toàn ha thì anh chị phải hiểu được rằng đó là những cái lời nhắn nhủ vũ trụ muốn gửi đến chúng ta và chúng ta nên biết ơn anh chị ha có một số anh chị hôm qua tôi nói đó hay để bụng đừng có để bụng để bụng béo phì <laughs> được không ạ à? đây vũ trụ anh chị phải suy nghĩ như vậy nhà vũ trụ rất là yêu thương mình nè mình là con của vũ trụ nè không phải nào vũ trụ là không có thương mình được có một số anh chị nghĩ rằng là vũ trụ thương người này còn mình là con ghẻ chắc không thương mình anh chị nghĩ thế thì nó như thế đó anh chị nên nhớ nè anh chị sẽ sống đúng với cái câu chuyện cuộc đời của mình nên thay vì là mình có oán trách mình cứ lý do bao biện rồi mình các kiểu ấy tại sao anh chị không nghĩ theo một cái chiều hướng tốt hơn thay đổi câu chuyện của mình thì cuộc đời anh chị sẽ thay đổi anh chị phải hiểu được rằng là vũ trụ ấy Luôn cho anh chị những cái dấu hiệu vậy để, để anh chị biết được rằng là anh chị cần dừng lại ở đâu ở Khi mà có cái điều đó nó không có đúng Là vũ trụ sẽ cho anh chị biết dấu hiệu ngay mà quan trọng anh chị có lắng nghe không Có tỉnh thức để mà nhìn thấy hay không Có một số anh chị như tôi vừa nói là không thoải mái bên trong Không bình an Nên là công việc bên ngoài nó thế này thế kia Thế nọ thế trai các thứ vân vân Thì đó là vũ trụ luôn nhắc nhở anh chị là Giờ có một cái điều đó không ổn vì của các anh chị là cần phải nhìn lại xem là mình đang cần phải hoàn thiện chỗ nào mình nhìn lại xem mà cái mình mình đang bị bị cái chỗ nào nó chưa có được giới nghiệp giống như kiểu anh chị biết à ừ, mấy cái lỗ mà nó bị 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 không có được chám lại đấy vì mình bây giờ mình chám lại chứ mình đừng có đổ lỗi cho người này người kia nha Tôi cảm thấy là Ờ, có một số anh chị ở ngoài kia hoặc là không biết ở trong phòng gym mình có hay không nhưng nếu có ta nên sửa đi mình hay mắc một cái gì đó chính là khi mà mình, mình mình thấy một cái điều đó nó bất ổn hay nó không ok một cái đó nó không có được như ý mình ấy. là mình hay hằng học người khác là mình nghĩ rằng là do người khác người này người kia chống đối mình người này người kia là khó chịu với mình người này người kia là làm khó làm dễ mình nhưng mình không bao giờ mình nói là do mình ấy mình lạ lắm mình lúc nào mình cũng nghĩ là do người này do người kia anh chị ha và đó chính là thói quen chính là cái đến từ tư duy của mình anh chị nó đến từ cái hệ tư duy của mình ấy. là ngày trước ông bà mình vậy mỗi lần mà cháu té cái bàn hư nha cái miếng đất hư nha ủa mà nó không làm gì luôn nó mà biết nói nè bà vừa phải thôi nha tôi đứng đây từ mấy năm nay rồi ủa chứ đúng là ba mẹ mình xây cái nhà đó miếng đất cái miếng gạch nó vẫn nằm đó mà tôi đứng đây từ hai năm trước trước khi cái bạn này còn chưa sinh ra là tôi đã có đây cái bạn cái ghế này cũng nói nè tôi đứng đây từ hai năm trước rồi nha tự nhiên không không đi không nhìn không ấy ba vá vô xong rồi do tôi đấy thấy nên là thấy nhiều người mắc cười lắm con hư tại ba tại mẹ tại bà luôn chứ đừng nói con hư tại mẹ cháu hư tại bà anh chị đổ ra hết cho người phụ nữ mình không hay ai cũng có trách nhiệm trong cái việc giáo dục con cái, chờ con mình mà không ngoan là mình phải nhận trách nhiệm về mình đổ thừa hết người này người kia. Nói do bà chăm cháu rồi chứ con đi làm cả ngày có nói chuyện với con cái đâu thì mình phải nhận trách nhiệm mà. ủa con mình sinh ra thì mình phải có trách nhiệm mình chăm còn nếu mình, mình chấp mình thấy là mình chưa có sắp xíu thời gian để mà lo cho cái tấm cho con được thì từ từ còn không thì chúng ta không nên đổ lỗi anh chị em bởi vì nó đến từ cái thói quen là từ nhỏ mình đã bị mình được giáo dục là do người này do người kia do cái này do cái kia không phải do mình được không à không phải do mình cái xong mà sau này anh chị lớn anh chị cũng bị như thế nhìn ở ngoài kia tất cả mọi thứ giống như vũ trụ này là đang à, chống đối là mình ấy. kiểu thôi. anh chị phải biết rằng là giờ khi chúng ta học về luật hấp dẫn mà mình sẽ làm thức rồi <laughs> thì sao anh chị là chúng ta phải biết được rằng là vũ trụ luôn cho mình những cái tín hiệu và những cái thông điệp mình phải đủ cái sự tỉnh thức đủ cái sự tỉnh táo đủ cái tầm, tầm cái sự hiểu biết và cái sự và cái trí tuệ để mình nhận ra là, là 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 vũ trụ nhắc nhở mình cải thiện đi thay đổi đi thì kết quả nó sẽ thay đổi à, đủ mà giống như bây giờ tôi ví dụ anh chị nha cho anh chị một cái ví dụ mà ví dụ như cái ly này đi khi anh chị rót nước vào ấy mà nó bình thường không có bị tràn ra nghĩa là ok nhưng tự dưng hôm nay mình rót mà nó chưa có đầy ly mà tự nhiên ở dưới nó bị chảy ra thì khả, rõ ràng cái ly nó bị bị bể ở dưới rồi đúng không ạ nó chảy nước nghĩa là cái ly nó bị có cái lỗ hỏng nào ở đó rồi hoặc là bị rò rỉ chỗ nào rồi mà mình cứ tiếp tục mình đổ vô mình sợ mình bảo là ủa sao cái ly này rót mãi mà không đầy được ly tất nhiên rồi dưới này nó có cái lỗ sao nó đầy ly được thì giống như các anh chị cứ đi hoài Đi mãi mà anh chị không đạt mục tiêu ấy Mà vẫn cố chấp đi tiếp Và và tự tự gây ngủ mình như vậy nè Một số anh chị là hay tự Tôi dùng từ này Nó mới nó mới diễn tả được cái ý nghĩa nha Lừa dối mình Nghĩa là mình tự dối mình ấy. Anh chị không mở mít nha Đang chia sẻ nha Một số anh chị mở mít như nãy Tôi mời ra luôn Được không ạ à? gọi là tự gió mình là không sao cố gắng tí nữa đi đi thêm 5 năm nữa đi đi thêm 10 năm nữa đi 20 năm nữa có đi thì có tới không đi là không tới lết nó cũng tới ừ đi năm 60 tuổi luôn vẫn chưa hay tới lúc đó mới hối hận là bởi vì sao ngày trước mà mình không nhận ra là con đường là đi không tới nơi mà tại sao không chịu hay giỏi ta Rồi thì cái cách làm anh chị hiện nay nó cũng như thế nhưng mà mình cứ dối lòng mà gì ạ không sao người ta ba chục năm mà mình mới có hai chục năm suy nhé gì làm 10 năm nữa lên đó lên lên vị trí đó mấy hồi lên cái thu nhập nó mấy hồi nhưng mà mình không nhìn ra rằng ở ngoài kia rất nhiều người người ta dành cho có ba năm 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 người ta có rồi mình vẫn là gì cố chấp sau đó, cái lúc mình đạt không đạt thì mục tiêu mình đổ lỗi cho ông trời sao ông trời không nói với tôi Ủa sao ông chờ không nhắc nhở tôi Ủa ông chờ mà biết nói nó nè Tôi nhắc cậu bao nhiêu lần mà Nhắc anh bao nhiêu lần Nhắc chị bao nhiêu lần rồi, rồi cho người đến nói nè không Có chịu nghe đâu Rồi nói người ta là Nghi ngờ người ta Rồi không tin người ta Rồi sau đó là lý do Đổ lỗi Đúng mà Chúng ta hãy nhớ anh chị ha Khi mà anh chị đang tính đổ lỗi Tú anh chị Mỗi lần mà tú Ngày trước anh chị ha Chứ bây giờ thì tú Thật sự với các anh chị là mình Luôn nhận trách nhiệm về mình luôn á là mình không có nổ lỗi nên chị ngày trước cái thời điểm mà tú năm 2020 thì vẫn còn một ít thôi chứ 2018, 2019 này nó thật với anh chị là 99% nội dung tôi nói là một ai đó họ làm chứ không phải là mình 2020 thì có ít ít anh chị ha tới 2021, 2022 là coi như là cái tư duy mà tôi gọi là chịu trách nhiệm 100% đời của mình là nó đi sâu vào từng tính thức của mình luôn anh chị mỗi lần anh chị tính đổi lỗi anh chị nên nhớ nè tính đổi lỗi nha là mình đang uh, kiểu như mình uh, gọi là gọi là mình siết cái cuốn họng của mình ấy. nó giống như là mình mình đang siết lại cái 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 dòng chảy tài chính của mình ấy. nên mỗi lần mà anh chị tính đổ lỗi anh chị hãy nhớ nha là anh chị đang tự à, siết lại cái cái gọi là chặn lại cái, cái 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 dòng chảy tài chính nó chảy vào tài tài khoản và ngân hàng của các anh chị được không ạ à? nên là mỗi lần mà tú tú mà thấy tôi tính đổ lỗi tôi nó à đổ lỗi đi tiền nhanh nhiều á nha tiền nhanh nhiều đó. đổ lỗi như mày bớt tiền mỗi lần mà, mỗi lần mà tính đổ lỗi là mình cứ mình cứ ám thị tính đổ lỗi là tiền ít lại nhận trách nhiệm đi cũng không có một số anh chị cho rằng là mình nhận trách nhiệm là mình ngại nè cái tôi của mình cao nè rồi lòng tự tôn của mình lớn nè nhưng mà cái đó nó đâu có ra tiền không một số anh chị là cãi hay hay cãi nhau cãi cho phải bằng tới cãi bằng được cãi mình thắng thôi Cháu yên tâm câu chuyện đó ai thắng ai thua miễn là mình thắng là được chả quan tâm là ai đúng ai sai không không quan tâm nội dung mà cũng không quan tâm cái cốt cốt, cốt chuyện và cái cái nội dung cái sự việc đó như thế nào quan tâm cái nhất là mình sướng mình thắng là mình cảm giác mình sung sướng nhưng mà sau này anh chị có biết là khi mình như thế sẽ tạo mình những cái thói quen chính là mình làm gì mình cũng đổ lỗi hết trơn và mình không thành công mình cũng nghĩ rằng là do một ai đó đúng mà nên các anh chị phải nhớ rằng khi anh chị đang tính đổ lỗi anh chị hãy nhớ nha là tiền anh chị giảm ấy nên đừng đừng đổ lỗi nha ừ. nên là trên cái hành trình anh chị đi ấy, mà anh chị muốn đạt được một mục tiêu và ước mơ của mình ấy thì anh chị phải hiểu được rằng là chúng ta cần phải hoàn thiện bản thân của mình và những cái điều mà chúng ta cần hoàn thiện ấy, vũ trụ sẽ giúp cho các anh chị hoàn thiện bằng cách là sẽ cho anh chị những cái bài học à, chúng ta không cần phải hoàn hảo để mà tự do tài chính anh chị nhé không phải thật sự hoàn hảo thì mới tự do tài chính được nhưng mà vũ trụ sẽ biết được anh chị cần phải hoàn thiện cái gì để giúp cho anh chị có được sự tự do về tài chính và nhiệm vụ của các anh chị chính là không được than phiền không được đổ lỗi mà mình phải xoay lại vào bên trong của mình mình xem xem cái chỗ nào nó chưa ok mình hoàn thiện nó ví dụ một số anh chị nhà mình đang kinh doanh đi À, anh chị đang kinh doanh nhưng mà nếu anh chị vẫn đang ở trong cái quy mô cũ, doanh số cũ, lợi nhuận cũ, số lượng nhân sự sự cũ uh, cũ thì đồng nghĩa việc là có một cái điều đó anh chị cần phải hoàn thiện rồi đó. Được không ạ? À? Để anh chị khi mà anh chị hoàn thiện rồi anh chị sẽ thấy rằng là mình sẽ tiến gần hơn đến mục tiêu của mình hơn. Giống như tôi có một cái mục tiêu tôi đặt ra hồi tháng năm 2020 anh chị, 2022 chứ. Không đạt được có buồn không ạ? À? Có Nhưng rồi sau đó làm cái gì? Bỏ cuộc hả? À? Không Tiếp tục hoàn thiện mình 6 tháng anh chị ạ à? Sau đó tháng 11 Mình tiếp tục mình quay lại cái đường đua đó Và cuối cùng mình đạt được mục tiêu Chứ mà hiện nay tôi cũng đang có một cái mục tiêu anh chị nha à, Đang có một cái mục tiêu Và tôi biết là Mình đã quan sát cái mục tiêu này 3 tháng rồi <laughs> Mình thấy nó không có động đậy gì hết trơn ấy thì chiều nay tôi nói chuyện với nhóm trưởng của mình là Chắc chắn là có một cái điều đó mà em chưa biết rồi Chắc chắn là vũ trụ đang nhắc em phải cải thiện một cái điều gì đó rồi Ok, tối nay em nói chuyện với tiềm thức Chứ gì nữa Nói để tiềm thức xin cái định hướng đó, Để mà tiềm thức nhắc là mình cái gì mình biết cho nó lẹ Chứ mò 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 khi nào mới ra anh chị Và khi mình biết rồi mình phải làm gì vậy? Ngồi chơi hả? Đâu Biết rồi thì bổ sung học hỏi cải thiện phát triển nó lên được không ạ à? chứ tôi không có cố chấp anh chị à tôi luôn có những mục tiêu lớn hơn nên là có một cái câu nói như vậy anh chị à một là bạn đúng hai là bạn giàu nhưng bạn không thể là cả hai nên các anh chị chọn đi một là anh chị đúng hai là anh chị giàu nhưng mà bạn không thể là cả hai cái vừa đúng vừa giàu được nếu như bây giờ hiện tại các anh chị nào một số anh chị nào mà chúng ta vẫn không có được cái sự giàu có mình vẫn chưa có được cái sự hạnh phúc toàn hoàn toàn là cái khả năng của mình còn phải học hỏi rất là nhiều điều anh chị nha không chỉ là những cái bài học về tiền đâu mà còn về những cái bài học về cuộc sống nha anh chị về mối quan hệ đúng không ạ à? Và nếu như công việc hiện tại của mình không thành công như mình mong muốn Thì chắc chắn là có cái điều gì đó anh chị không biết rồi đâu Đúng hay rất đúng anh chị Đúng hay rất đúng ạ à? Rất đúng luôn Tại vì sao trời ơi, công thức người thành công nói như thế rồi Mình cãi gì nữa Ví dụ như cũng là một bộ công thức 30 ngày của Tú chia sẻ anh chị đi mà có rất nhiều anh chị là ứng dụng đạt được kết quả tiền vơi quá trời luôn thành công quá trời luôn nhưng một số anh chị ứng dụng nó thành công đâu Thay vì mình ngồi đó mình đổ lỗi Công thức này chắc có vấn đề rồi. Hay là do số mình chắc có vấn đề rồi. Hay là do cái người hỗ trợ của mình Chắc làm sao rồi Người ta ứng dụng tên về tiền Mình ứng dụng thành công Chắc do người hỗ trợ Không do ai hết anh chị ha Mà do ai Mình mới nhận ra Có thể là mình làm chưa có chính xác Mà điều đó mình chưa có nghe kỹ mình bị nghe sóc chữ như sao á chắc mình làm chưa đúng chắc do mình là mình phải xem lại thôi thay vì mình cứ phải nhìn ra ngoài kia anh chị ha chị chỉ nói 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 anh chị này anh chị kia là chắc là do anh chị này anh chị kia nên mình không thành công ấy à do cái này do cái kia không anh chị mình nhìn vào bên trong của mình đi tại bên chị chỉ ở ngoài kia thì không có cái gì thay đổi trong cuộc đời của mình hết trơn ấy đúng không ạ à? Nên thành ra anh chị ha, người giàu đó, họ biết được rằng là khi họ đặt ra một cái mục tiêu, một cái ước mơ trong cuộc đời của họ anh chị. Họ không có sợ. Anh chị đừng có sợ nha. Một số anh chị khi mà đặt mục tiêu cao hơn thì sợ lắm. Biết sợ gì không? Sao không đủ năng lực để đạt được? Sao không đủ giỏi? Sao không đủ khả năng? Mà cho tôi được hỏi anh chị nha. Cái việc mà mình trở thành một cái người giỏi có học được không cái việc mình học mình cái việc mà làm giàu có học được không ạ có chứ Ủa không có rồi theo anh chị nếu không có thì tại sao tôi có thể thành công năm tuổi 22 tuổi trong khi là một cô gái là không có bằng đại học không có bằng cấp gì hết chỉ có mỗi cái bằng 12 và không tất cả không có hệ không tài chính không tự tin rồi rất là nhiều không có một cái địa vị nào luôn anh chị nha không có một cái gọi là gọi là một cái sự uh, yểm trợ từ phía nào hết. À, giống như bây giờ anh chị đặt ra cái mục tiêu của mình là điểm B đi. Mà anh chị đang đứng ở điểm A. Và cái điểm B của anh chị nó cao hơn cái điểm A của các anh chị. Vậy và, và cái điểm B đó chính là ước mơ của các anh chị. Mình đang đứng ở điểm A. Vậy khi mà mình đặt ra mục tiêu ước mơ anh chị hai cái các anh chị phải biết được rằng là trên cái hành trình mình đặt ra mục tiêu ấy là mình cần phải có sự phát triển. Đúng không ạ? À? khi mà các anh chị trên cái hành trình đạt được mục tiêu anh chị để bước lên những cái nấc thang cao hơn à, và để anh chị đạt được mục tiêu của mình thì đồng nghĩa với cái việc là sao ạ à? là anh chị phải phải phát triển mình lên phải gia tăng cái giá trị nội tại của mình, bản thân của mình lên gia tăng tư duy của mình cao hơn anh chị phải học nhiều hơn được không à chứ có gì đâu mà sợ anh chị nên vui bởi vì sao mình có sự phát triển là mình đang gì ạ? À? mình khi mình uh, gia tăng cái giá trị nội tại mình lên nghĩa là mình đang phát triển và mình đang phát triển ở chính mình đang ở trong cái trạng thái phát triển của vũ trụ rồi chứ không phải lụi tàn mình vui đi anh chị đừng có sợ được không à? Nên là thành ra khi anh chị đặt ra mục tiêu ấy, anh chị hãy cảm thấy vui bởi vì mình đang ngày càng trưởng thành hơn và khi anh chị đặt mục tiêu ấy, anh chị ha cái cảm giác mà sung sướng nhất của một con người khi đặt ra mục tiêu và hoàn thành mục tiêu của họ quý giá nhất anh chị ha cái giá trị lớn nhất ấy không phải là cái cái vật chất hay là những cái cái thứ dần sau của cái việc ví dụ anh chị đặt cái mục tiêu anh chị mua ô tô anh chị đặt mục tiêu anh chị uh, có được cái lợi nhuận là năm trăm triệu một tỷ một tháng hay là có một cái công việc kinh doanh à, mà sao ạ à? cái giá trị lớn nhất ấy đó chính là cái con người anh chị đã trở thành à, anh chị đã trở thành cái con người mà ngày xưa anh chị từng khao khát là gì là một cái người kỷ luật một cái người có ước mơ một cái người có hoài bão một cái người tự chịu trách nhiệm cuộc đời của mình một cái người dám nghĩ dám nói và dám làm vượt qua tất cả những cái giới hạn bên trong mình vượt qua tất cả những cái điều không thoải mái bên trong mình để vươn lên học tập phát triển và đi tới mục tiêu của mình chúng ta chiến thắng được cái con người cũ của mình anh chị thì đó mới là cái điều gì đó. giá trị nhất trên hành trình mình đi còn cái việc mà chúng ta phát triển thành một cái con người hoàn thiện và ngày càng hoàn thiện hơn cái việc mà anh chị đạt được mục tiêu ấy về của cải vật chất hay tài sản là cái việc mà hiển nhiên rồi không có cái gì mà chúng ta phải uh, suy nghĩ là khi mình phát triển lên thì mình có đạt được hay không cái đó là hiển nhiên là sẽ có anh chị nha và khi anh chị nhìn lại cái hành trình mình đi anh chị thấy mình trưởng thành hơn mình thấy rằng mình quản trị cảm xúc cũng tốt hơn nè à, rồi những cái hành động của mình nó cũng gì à? thay đổi tư duy thay đổi thói quen thay đổi hay hành động có thay đổi theo anh chị ha mình bắt đầu mình thấy mọi thứ tốt hơn và mình thấy là rằng là mình có sự phát triển lên từng ngày được không ạ à? nên cái thứ quý giá nhất anh chị nha đó chính là cái con người anh chị trở thành còn tiền bạc đó là cái số 2 thôi nên mình đừng có sợ cái việc đặt ra mục tiêu anh chị ha được không ạ à? có một số anh chị không có dám đặt ra mục tiêu như tôi vừa nói là bởi vì sợ mình không có làm được ấy à, mình sợ mình không làm được anh chị ha mình nhìn nữa mình sợ là mình mất mặt nè À, rồi mình mất mát nè, rồi mình mất tiền nè, mất này mất cái kia nè. À, nhưng mà mình không có sợ là, 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 là bây giờ cả mục tiêu nhất cao cuộc đời này anh chị không đạt được mục tiêu đó anh chị có ân hận không? Giờ tôi hỏi anh chị nhìn vào cái mục tiêu anh chị, mà anh chị đặt câu hỏi là nếu mà anh chị kết thúc cái cuộc đời này Mà anh chị không đạt được nó anh chị có không anh chị có hối hận không? Anh chị có hối tiếc bởi vì anh chị chưa sống hết mình với ước mơ hoài bão của mình đâu mà có không ạ? À? đáng lẽ anh chị xứng đáng đi trong một cái xe ô tô anh chị xứng đáng còn ở trong một cái ngôi nhà biệt thự à, với những uh, uh, người thân yêu thương của mình anh chị xứng đáng gì ạ à? gọi là có những chuyến du lịch trong anh thế giới anh chị xứng đáng đến những cái nhà hàng năm sao có sạn năm sao tận hưởng những cái dịch vụ tuyệt vời nhất anh, anh chị xứng đáng được mọi người yêu thương và tôn trọng ngưỡng mộ bởi vì cái giá trị anh chị trao đi nhưng mà bởi chỉ vì anh chị sợ và anh chị đã không tiến tới mục tiêu của mình, không đạt mục tiêu của mình, cái điều đó mới đáng sợ anh chị. cái điều mà đáng sợ nhất của đời, của một cuộc đời của một người chính là đáng lý ra có những việc nghĩa là họ không sợ những gì họ làm nhưng mà không thành công, mà sợ là mình có những điều mình có thể làm nhưng mình không làm. nè là chúng ta hãy gia tăng giá trị bản thân mình lên chị nha, tăng tư duy mình lên và sau đó mình hãy dùng những cái giá trị đó giúp cho mình thành công và sau đó hãy giúp đỡ cho nhiều người hơn anh chị giúp mình rồi mình phải giúp cho nhiều người khác chứ à, sao mình thành công mình cái mình kể hết tất cả mọi người được à, chúng ta phải uh, thành công à, và và sao anh chị à, và phải giúp tất cả mọi người như những cái người thành công như trước họ đã làm đây tôi noi gương ngưỡng mộ và noi gương những người giàu có và thành đạt mà À, tôi có tư triệu phú thì phải có chọn bạn cả 17 tư duy sau có một cái à sau lựa có vài cái nói anh thích cái nào anh lựa cái đó được không em mày chưa có đủ nếu anh chị chưa có đầy đủ bộ tư duy của một triệu phú đô la thì cái khó tài sản anh chị kiếm được thì cũng không giữ được lâu đâu được không ạ nên là cái việc anh chị trở thành cái người mà anh chị muốn trở thành nó rất là quan trọng anh đừng có sợ cái việc mình đặt ra mục tiêu nha khi anh chị đặt ra mục tiêu tự dưng là anh chị thấy là gì à? À, không phải là mình tự dưng là anh chị đặt cái mục tiêu rồi là mình không phát triển mình đạt được đâu nha mà mình phải phát triển hơn chị bởi vì những cái gì mà anh chị nhận được ấy, nó sẽ bằng cái tư duy gốc rễ của anh chị Cộng với giá trị anh chị trao đi cho cộng đồng nên khi mà mình muốn đồng tiền mình tăng lên thì cái gì phải tăng lên à? à? khi anh chị muốn đồng tiền anh chị tăng lên thì cái gì phải tăng lên à? cái gì tăng lên anh chị đúng rồi giá trị nội tại trong giá trị nội tại thì có tư duy cộng với giá trị anh chị trao cho cộng đồng có dễ không ạ? À? bây giờ mình đặt ra mục tiêu mình có tự tin mình đạt được không à? thậm chí là cho dù mục tiêu anh chị cao hơn thì cũng tự tin đặt đặt và đạt được anh chị nha bởi ừ, mình biết công thức rồi là những gì mình nhận được sẽ bằng tư duy rễ của mình cộng với giá trị mình trao hay cho cộng đồng và thì việc của mình nó chính là gia tăng tư duy của mình lên và giá trị mình trao cho cho cộng đồng nhiều hơn có công thức không anh chị? Ủa, nếu không có công thức sao tôi làm được? Mà nếu không có công thức sao các vị giám trưởng làm được? Có hết anh chị nha. Nên chị yên tâm đi. Mình ra quyết định đi ạ. À. Đầu tiên anh chị phải ra quyết định là anh chị làm được nha. Ờ, tự tin là mình làm được. Thì các anh chị sẽ làm được. Anh chị tin như nào nó như vậy thôi. Và anh chị nên nhớ nha. Cái số tiền anh chị đạt được anh chị thể hiện là gì ạ? À? số tiền là kết quả đúng không ạ về cái số tiền hiện tại anh chị đang nhận được nó đang thể hiện là gì ạ là cái tư duy của các anh chị và cái giá trị nhà tài của anh chị nó tới đó nó tới đó thôi đúng không ạ à, Ờ nó chỉ tới đó thôi và các anh chị đang ở cái tần số đúng với cái số tiền đó thôi nên là mình vui anh chị ha mình muốn gia tăng số tiền mình lên gia tăng khối tài sản của mình lên gia tăng cái sự giàu có của mình lên cái sự tình vượng của mình lên thì sao Mình phát triển lên Nên đặt mục tiêu thoải mái anh chị nha Thậm chí anh chị có thể đặt mục tiêu là uh, Tài sản anh chị bao nhiêu tỷ Mấy chục tỷ hay là mua chiếc ô tô này ô tô kia Ủa ước mơ có ai đánh thuế đâu Anh chị ước đi Rồi đến một cái thời điểm anh chị đạt được Anh chị nhìn lại cái cuốn sổ ngày xưa Anh chị biết mục tiêu anh chị sẽ vỡ hòa Bởi vì sao Mình đạt hết được rồi Hành trình nó nó dễ lắm anh chị ơi Tôi không nói đây là để cho anh chị vui hay để, uh, để mà gọi là làm cho anh chị tích cực đâu mà tôi nói thật tâm là nó dễ lắm anh chị, nó có con đường hết trơn ấy. Tôi nói anh chị rồi, cái cái điều mà dễ dàng nhất trên cái cuộc đời này ấy là đi kiếm tiền và làm giàu. Được không ạ? À? À, kiếm tiền và làm giàu anh chị nha. À? Giống như ngày hôm nay anh chị thấy uh, cái con người tôi đạt được ngày hôm nay nó thể hiện cho gì ạ? À? cho cái việc là tú đã trở thành cái con người tôi muốn trở thành rồi đó nó thể hiện bằng nó thể hiện đến nó thể hiện cho cái việc là tú đã nghiêm túc kỷ luật và kiên nhẫn phát triển cái giá trị của mình lên cái tư duy của mình lên hành động một cách mạnh mẽ 100% năng lượng và cũng như khi mà tú ứng dụng nó thành công cho mình rồi Tôi cũng không ích kỷ mà giấu giấu giống như là đem về nhà xong cất vô trong cái kho báu để đó mà tú đi trao nó đi cho cộng đồng anh chị và cái giá trị hiện nay mà tôi đang có nó thể hiện cái số lượng người mà tôi đã giúp đỡ. Thông qua những cái giá trị mà mình có được. Vì nếu mà tôi muốn có nhiều tiền hơn thì việc của tôi chính là gia tăng số lượng người mình giúp đỡ. Được không ạ? À? À, và khi mình đã đạt được cái cái số tiền đó rồi, mình muốn đặt mục tiêu lớn hơn thì sao ạ? À? Mình cứ thoải mái mình đặt thôi. Nên là các anh chị từ đây về sau mình có sợ đặt mục tiêu cao hơn nha có anh chị nào mình đang có những cái mục tiêu là ví dụ năm nay là đổi nhà đổi xe bên trong mình lúc đầu mình đặt thì mình thích lắm nhưng mà bên trong mình nó đang nhảy đành đạch ở trong đó nó nhảy đành đạch ở trong đó thì anh chị cứ thoải mái nha nhưng mà tôi có một vài cộng sự là đặt mục tiêu dân số tính bằng tiền tỷ với anh chị tính bằng muốn lên dân số một tháng cả đội nhóm mấy tỷ đặt con số nhân sự cộng sự mấy trăm ngàn à, mấy trăm người lên cả nghìn người tôi nói cứ đặt thoải mái tú không bao giờ không có một cái giới hạn nào dành cho chúng ta chỉ có chúng ta tự giới hạn mình thôi ủa đặt đi năm nay không đặt được thì sao có những cái mục tiêu ấy nó cần phải cần cần thời gian anh chị nha gì hạ tay xuống giơ tay nữa ban tổ chức mời giúp tú nha chắc tính nhìn mít với mình. giờ ba lần anh chị mời xuống rồi giờ lên mời xuống giờ lên. đấy, được mà. nhưng mà tôi đặt mục tiêu sở hữu xe mẹt năm hai hai tám anh chị ha. tháng sáu tháng tư hai tám đặt ra. nhưng mà tới đầu 2020 hai mươi mới mua được. tôi đâu bỏ cuộc đó anh chị. thì mình nhìn vào giá trị nội tại của mình nè là tôi biết được rằng là để mình mua được cái xe mẹt là giá trị nội tại của mình là tư duy của mình phải nhiều phải tăng và phải giúp đỡ nhiều người mình chưa đạt được được đạt được sao tiếp tục làm tiếp đạt làm khi đạt được thôi tại vì tôi biết được rằng anh chị nha không phải tôi làm cái kiểu là là mù quáng đâu tôi không phải là như thế anh chị mà tôi biết cái công thức mà để tôi đi rồi Đúng không ạ? Tôi biết công thức là tôi cần phải đi là cái con đường nào, cái hành trình như thế nào rồi. Và tôi có chứng kiến rất 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 nhiều người đi trước đã thành công rồi. Tôi rất là tự tin. Và tôi biết rằng là cái hành trình mình đi ấy cũng cũng sẽ đạt được những cái điều đó. Nó chỉ còn là cái thời gian thôi anh chị ha. À, đúng không ạ? Nó chỉ còn là thời gian thôi. Và trong cái trong cái hành trình đó mình phải phát triển chứ không phải mình nói Ôi chỉ còn thời gian thôi Giờ năm cũng được hai năm Nhưng mà mình không phát triển thì nó đâu có tới được đâu Đừng mà nên các anh chị cứ thoải mái đặt mục tiêu anh chị nha Không có sợ gì hết trơn Đừng có sợ anh chị Có tú, có câu lạc bộ ở đây Chúng ta sợ gì ở ngoài kia Anh chị nhớ ngày trước anh chị đặt mục tiêu mua nhà mua xe Mà một mình anh chị ngoài kia mà anh chị không làm được mà Bây giờ mục tiêu anh chị nó lớn hơn Thì thì tính thức đó cho anh chị con đường nhanh hơn nha Cho gặp câu lạc bộ và nhớ học tập đây sao Đi cho nhanh Chứ hồi trước để mua nhà mua xe mất 10 năm 20 năm lâu quá giờ anh chị muốn đổi nhà đổi xe thì sao? Hay là muốn có những cái mục tiêu lớn hơn thì sao? Gặp câu lạc bộ. Thay vì mục tiêu đó, anh chị đi đến 60 tuổi anh chị mới đạt được giờ gặp câu lạc bộ đi nhanh hơn. Nên là không gì phải sợ anh chị ha, chúng ta hãy nhớ là cái hành trình chúng ta đã bươn chải ngoài kia nó 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 lam lũ như nào nó chưa dễ dàng như nào anh chị còn vượt qua được. Thì cái này nó có khó là gì đâu. Bao trong số anh chị mình hiểu comment số 1 giờ Tôi cho anh chị cái niềm tin ấy. Bởi vì tôi biết được rằng anh chị nha. Cái niềm tin nó quan trọng lắm. Đặc biệt niềm tin là chính mình ấy. Người khác tin mình ấy không quan trọng đâu. Nhưng mà tôi chưa bao giờ tin rằng mình thành công hay không thành công phụ thuộc vào ai đó tin mình làm được hay như thế nào. Nếu họ khen mình, họ nói với mình chị tin em làm được, anh tin em làm được. Có thì cũng vui, không có thì cũng chả sao. Tại vì tôi biết cái người duy nhất trong cái cuộc đời này quyết định mình thành công hay không thành công mình giàu có hay không giàu có là mình ấy nên là tú hay tú liên tục nuôi dưỡng cái niềm tin của mình lắm bằng cách là gì ạ à? đọc sách nè chếp vai stream, nghe câu chuyện của những người thành công đi trước họ chia sẻ niềm tin đến từ sự hiểu biết mà sự hiểu biết đến từ đâu đến từ tri thức đến từ kinh nghiệm trải nghiệm của những người xung quanh tú ngày trước đó tại sao mà hôm trước nhóm trưởng văn thông có chia sẻ trên trong zoom đúng mà. ngày trước tôi đi offline và đi cà phê với người thành công rất là nhiều mặc dù là một mình mình là con gái anh chị sáng đi mà tới 10 11 giờ đêm mới về ngồi từ sáng đến chiều tối bởi vì tôi cần cái điều đó anh chị tôi biết là cái điều đó cái điều tôi thiếu anh chị tôi không có tự tin vào bản thân của mình ấy. tôi biết tôi biết mình thiếu cái gì là mình phải bổ sung cái đó ngay và tôi rất là thật sự với các anh chị tôi chép hai mươi mấy chu kỳ livestream mà không biết anh chị đây mình chép bao nhiêu chu kỳ Thế tôi nghĩ ở đây chắc là tôi là người chép nhiều nhất. Ấy. Tại vì anh chị nhìn vào kết quả tôi anh chị biết ngay. Được không ạ? À? Anh chị nhìn vào kết quả tôi anh chị biết ngay là cái niềm tin tôi như thế nào rồi. Một cái niềm tin bất diệt anh chị ạ à? Một cái niềm tin mà bất chấp mọi dấu hiệu không đồng thuận anh chị. À. Đấy. Và gì? Đọc sách cũng rất là nhiều anh chị bởi vì tôi chưa muốn tìm một cái duy nhất đó chính là tôi muốn tìm một cái niềm tin vào chính mình bởi vì tôi biết điều rằng ấy khi mà tôi có niềm tin vào chính mình anh chị nha thì vũ trụ sẽ bê công hết tất cả mọi thứ để giúp tôi đạt được bất kỳ điều gì, gì tôi muốn kể cả giờ non lấp bể anh chị đó là theo kiểu mình hoán dụng được không mình kiểu mình ẩn dụ cho nó cao siêu á ý tôi nói đây là mình đặt ra cái gì mình cũng đạt được ấy và những anh chị em nhắm trưởng là nghe tôi chia sẻ rất là nhiều bất kỳ nào tôi mục tiêu tôi đặt ra nó thật với anh chị là không tới tháng mà có những mục tiêu mà nó lâu hơn nói chung là nó vẫn đạt được không bao giờ mình trượt phát nào anh chị ha bởi vì tôi có cái điều đó anh tôi rất là mong muốn là truyền tải cho anh chị điều ở chính là anh chị phải có một cái niềm tin vào chính mình bất chấp mọi dấu hiệu có đồng thuận hay không đồng thuận thì anh chị phải có một cái niềm tin vào chính mình là mình là duy nhất mình là độc nhất vô nhị anh chị và trên thế giới này không ai giống mình hết trơn và mình là một và chúng ta đã trải qua rất là nhiều những cái điều mà không có dễ dàng để mà chúng ta có được có mặt trên hành tinh này trái đất này đúng không ạ thì có lý do gì mà chúng ta lại cho phép một ai đó nói là mình làm được hay không làm được rồi sau đó họ định hình cái tương lai của anh chị không Một là anh chị đúng, hai là anh chị giàu, anh chị chọn đi. Đúng hay là sao anh chị cho rằng những người kia họ nói về anh chị. Anh chị cho rằng những cái gì anh chị biết trước giờ là đúng. Anh chị cho rằng trước giờ ai định hình tương lai của anh chị là đúng. Hai là anh chị có thể giàu, anh chị giàu, anh chị nghe những người thành công. Ấy. Vậy anh chị chọn một hay hai à? Một anh chị đúng, hai anh chị giàu. Chọn một hay hai à? hai hai thì ngồi đây chứ một thoát ra nãy giờ đấy nếu mà anh chị nào mà tôi thấy tại vì anh chị biết không cái niềm tin nó thể hiện rõ lắm anh chị ha thông qua kết quả là biết ngay thôi kết quả là biết ngay đấy nên là hiện tại nha anh chị nào chúng ta đang có những cái con những cái kết quả những cái con số về tài chính ấy ở mức hiện tại thì anh chị phải hiểu được rằng là những cái gì mà anh chị muốn những cái gì mà anh chị muốn ở tương lai những cái mục tiêu anh chị muốn ở tương lai thì những cái gì ở hiện tại nó đã mang cho những cái điều mà anh chị có trong những cái gì mà giúp cho anh chị có kết quả hiện tại thì nó không phải nào đưa anh chị đi xa hơn được được không ạ à? những cái gì giúp cho anh chị có kết quả hiện tại nó không phải nào giúp anh chị đi xa hơn được nên vì chúng ta cần phải gì ạ phát triển mình lên hãy lựa chọn sự phát triển anh chị nha à, chăm chỉ tham gia các buổi zoom chăm chỉ chép livestream stream chăm chỉ đọc sách đi anh chị để gia tăng cái niềm tin vào chính mình phát triển cái con người mới của mình lên bây giờ anh chị muốn có kết quả mới nhưng mà thói quen cũ tư duy cũ và niềm tin cũ con người cũ của anh chị trong bên trong nó quá là lớn bây giờ anh chị bao nhiêu năm thì cái con người cũ bên trong anh chị bấy bao, 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 bao nhiêu năm ấy thì tương ứng là anh chị phải phải phát triển cái con người mới của mình lên một cách tốc hành thông qua những cái việc như chép live học zoom và uh, tham gia buổi zoom chuyên sâu và sau anh chị đọc sách đặc biệt là những anh chị nào mà chúng ta chưa có mặt trong chương trình 60 ngày anh chị ha là phải tham gia ngay bao trong số anh chị chúng ta chưa tham gia chương trình 60 ngày mà mà chúng ta rất là khao khát là uh, phát triển và cũng như là nuôi dưỡng cái con người khổng lồ thành công bên trong mình thì comment tôi vậy anh chị nào chưa biết hoặc chưa tham gia, nhớ anh chị có cái nguyện vọng, mong muốn khát khao nha. chương trình này chỉ dành cho những anh chị em nào khát khao thôi. là anh chị mong muốn là thay dõi cái con người, phát triển cái con người khổng lồ bên trong mình, cái con người phi thường bên trong của mình này, để mình có những cái suy nghĩ mới, niềm tin mới, thói quen mới thì bắt đầu có những cái hành động mới thì kết quả anh chị sẽ mới. anh chị thấy nhớ anh chị nào hồi nãy công minh thành công tiền về nhiều hay có những cái uh, sự hạnh phúc khi họ chia sẻ anh chị ha thì là họ cũng đến từ cái việc mà thay đổi ấy, anh chị thay đổi và phát triển cái con người bên trong của mình ấy. đúng không ạ à? nên những anh chị nhà mình chưa kịp tham dự mình phải tham dự ngay anh chị nha bởi vì ngày 6 tháng 3 sắp tới mình sẽ bắt đầu cái chu kỳ mới ừ, những anh chị nhà mình chưa kịp tham gia thì ngày 6 tháng 3 chính là ngày em chúng ta bắt đầu từ ngày số 1 nên anh chị nhà mình đang học dở dở nghĩa là mình vào cuối cuối thì sao thì ngày 6 tháng 3 mình sẽ học lại ngày 1 anh chị nha anh chị nhà mình chưa tham gia sao mình có đăng ký ngay Để mình tham gia vào chương trình vậy vâng từ ngày một học từ ngày một mới bắt đầu hiểu và theo kịp rồi chưa chứ vô nửa chừng thì cũng hiểu được thì sao ạ à? cũng hiểu được nhưng mà quan trọng là sao tại vì anh chị phải hiểu những cái chủ đề thì nó không có liên quan tới nhau nhưng mà học trọn vẹn thì nó lúc nào cũng tốt hơn đúng không ạ nếu một số anh chị mà bây giờ vô ngay ngày 25, 26 chú chia sẻ vô không hiểu gì hết được không ạ à? vô không hiểu gì hết và những anh chị nào giờ chúng ta muốn thành công bước phá hơn Ờ muốn thành công bước phá hơn anh chị nha muốn có những cái kết quả lớn hơn cũng như là tăng cái tốc độ thay đổi cái con người bên trong của mình cái con người phía trong bên trong của mình anh chị nha ủa đi học thì cũng có le cũng có lớp mà anh chị là lớp 1, lớp hai lớp 3 thì phát chị bản thân cái kia học để có cái tấm bằng đi làm thuê thì nó chỉ là học làm giàu thì nó cũng phải có level chứ anh chị level căn bản của anh chị chính là chương trình 20 giờ đây và dùm sáng đây nhưng mà căn bản đừng có coi thường căn bản nha căn bản mà nền tảng không có là học lên cao không hiểu gì hết xong rồi lớp 2 là gì ạ là chương trình làm chủ sự giàu có chương trình 60 ngày đó lớp 3 là chương trình gì vậy? doanh nhân phải tham gia hết nếu mà anh chị mong muốn có được những cái sự thành công vi diệu tôi dùng cái từ vi diệu anh chị nha nhưng mà nó có công thức nha nó không phải theo kiểu vi diệu mà mà, theo kiểu tâm linh hay là uh, mờ mờ ảo ảo hay là mơ hồ đâu không có anh chị có công thức hết Tại vì của anh chị là gì đăng ký luôn quan trọng anh chị nên nhớ là anh chị phải ra quyết định là mình có mặt một số anh chị ra quyết định xong gì ạ trong dung của tôi thì ra quyết định nhưng mà kết thúc dùm cái này. yeah, hết dung rồi đi ngủ thôi mà tính tiếp cái mai vô dung nghe tôi nói tiếp tục phải ra quyết định khao khát mong muốn nhưng sao Tắt dùm cái đi ngủ Anh chị khao khát anh chị phải hình dung anh chị có mặt trong dùm Anh chị thấy cái người đồng hành của mình Chúc mừng mình là đường lên dùm này vào thôi chị ơi Vào phát triển đạt mục tiêu của mình thôi kiểu thế Anh chị phải hình dung anh chị nhắn tin cho người bạn của mình là Em ơi chị đã đủ điều kiện tham gia chương trình rồi Thì đó mới là khát khao anh chị ơi Khát khao gì mà tối nay đâu có định không mà không có hành động anh chị nên nhớ nha. Bước đầu tiên, biết cái điều mình muốn ra quyết định bước thứ hai là hình dung bước thứ ba là hành động thì anh chị mới đạt mục tiêu chứ bây giờ ra quyết định rồi hình dung rồi bước thứ ba là nằm ngủ sao mà được nhớ tôi tú còn nhớ một số có một chị trong nhóm học tập ấy ra quyết định khao khát lắm anh chị sát giờ gờ đạt đủ điều kiện thế là vào đấy cái cao phải được thể hiện như thế anh chị phải ra quyết định nè xong anh chị hình dung nè Thấy mình vô mình ngồi mình học nè Mình vô mình thấy mặt tú nè kiểu thế Vô mình thấy nhóm chữ anh tú chúc mừng tất cả anh chị em mặc trong dung nè Xong rồi chia sẻ và nhận giá trị nè Rồi mình thấy là gì mình đạt được mục tiêu của mình nè Ví dụ mục tiêu 30 ngày Rồi mục tiêu năm nay của mình mình thấy là trời ơi, Vi diệu quá Mình đạt được mục tiêu là gì ạ ở 50% mục tiêu năm 2023 rồi Anh chị mới nhìn thấy cái kết quả của cái Cái quyết định của anh chị ấy tiềm thức mới biết được rằng anh chị đã sống như thể đạt được rồi anh chị nên nhớ nhé hình dung tưởng tượng và sống như thể đạt được rồi thì mới đạt thì tiềm thức mới cho được tại vì tiềm thức thì không phân biệt được quá khứ và tương lai sau đó anh chị hành động phải bắt tay vào hành động phải có những cái hành động cụ thể để mà tiềm thức mang nguồn lực đến để gì ạ tự dưng là khách hàng gõ cửa mua hàng đơn hàng quá trời kiểu thế bao trong số anh chị mình hiểu của mình số 1 nhỉ tôi rất là mong muốn là nhìn thấy nha anh chị mà chúng ta cơm phím tôi hồi nãy là khao khát tham gia chương trình mà chưa có tên danh sách là nó đến từ việc anh chị chưa thực sự khát khao ấy chị anh chị nói thôi chứ bên trong mà chưa khát khao sợ đâu tôi khẳng định anh chị luôn ai à, mà khát khao thật sự anh chị nha nhanh lắm tích tắc luôn tự dưng đầu ra có đi vô luôn hay lắm anh chị không tin anh chị bao trong số anh chị mình đã từng trải nghiệm mà Ờ, trong số anh chị mình đã từng trải nghiệm là mình khi mình nghe và điều kiện chương trình xong rồi mình ra quyết định tích tắc tự dưng là mình nghĩ là mình không có nhưng bởi vì khao khát quá cuối cùng mình nguồn lực đâu ra cái cuối cùng mình này có mặt trong chương trình thì cầm mình số 1 vậy số 1 là trùng ở trên này đấy mặc dù hôm qua vừa nghe chưa hôm ví dụ hôm nay nghe chưa mai học rồi không bằng cách nào tự nhiên một cách tìm thức sắp xếp cho một trực tự linh thiên cái đi vào luôn như một cơn gió anh chị hình dung quá trời quá đất luôn tự dưng không không đâu ra không biết đâu ra nữa đấy nên anh chị nào mà chúng ta bảo là chúng ta khao khát hay do anh chị là thiếu bước số hai bước số ba anh chị ra quyết định thôi thì sao thì tìm thân nó nói là chủ nhân chưa cần lắm chưa phải ưu tiên anh chưa cần phải làm anh em cứ ngồi chơi đi nào chủ nhân bảo mình tóc hành lên làm đi thúc mong mình làm mình làm Giống như anh chị biết deadline không? Coi ờ, trong số anh chị nghe từ deadline quen quen comment số 2 vậy Thảnh thơi thì mình cứ đi tàn tàn nhưng mà sát ngày chuẩn bị tới ngày mà chạy deadline anh chị làm gì ạ? Thức trắng đêm. Ngày mai mắt như gấu trúc quá nhưng mà vẫn vui, bởi vì sao xong deadline. Còn mà mấy ngày trước người ta nói chứ anh em ta uh, thoải mái đi tạt ga tạt số rồi ôi còn tới 7 ngày mới tới deadline mà, thoải mái. Chờ tới ngày thứ bảy anh chị ha, hôm sau bắt đầu nhập like bắt đầu mới là gì. Tối nay bắt đầu làm làm ly cà phê. ly cà phê đêm với em được không anh chị ha. Xong bắt đầu chống mắt vô rồi bấm làm quá trời làm luôn, xong sáng lên này mắt hai mắt như gấu trúc vậy, Xếp thương bảo. Trời, cảm ơn em đã cống hiến cho công ty. Công em à, công, công công ty chi ơn em bằng một bữa trưa cơm hộp. Đấy do anh chị cũng như thế đến khi nào anh chị cảm thấy anh chị rồi là chịu hết nổi rồi anh chị chịu hết nổi cái cái con người gọi là u lì của mình cái con người mà đặt mục tiêu mà không không hoàn thành cái con người nói được mà không làm được cái con người mà cũ của mình ấy anh chị ép gọi là đi vào đường cùng anh chị sẽ tự nhiên là tự nhiên bên trong anh chị nó nó rần rần ấy cái tự nhiên anh chị vào luôn anh chị có điều kiện anh chị vào chương trình luôn nên là Tú nói thật á, anh chị nào chúng ta thật sự khao khát một thay đổi cái con người cũ của mình ấy. thì đó là lời khuyên của Tú trên hành trình tôi đã đi anh chị ha. Còn anh chị đón nhận thì anh chị có kết quả anh chị không đón nhận hay sao? cũng chả sao á. Tại vì cuộc đời này là cuộc đời cuộc đời của Tú thì Tú đã lo rồi. Cuộc đời anh chị, anh chị phải lo chứ. Còn Tú là người chia sẻ. Tú chia sẻ anh chị một thông điệp, một cái tín hiệu vũ trụ nhắc anh chị nè. Tôi khẳng định anh chị luôn rồi chắc chắn hôm nay có một số anh chị quyết định gì ấy. Tại vì trong cái nội dung tôi vừa chia sẻ anh chị nó không có nằm trong giáo án của tôi anh chị hả à? Tôi đang nói về niềm tin anh chị Bao cho số anh chị mấy nay chúng ta đang lạc là lạc niềm tin đó. Tự nhiên mình lạc lạc mặc dù học dùm mà tự nhiên thấy nó trên trên bên hơi lạc lạc cơ mình số uh, số 8 đi Đấy Phát hiện ra ngay Đấy là thông điệp và tín hiệu vũ trụ gửi cho các anh chị. Cảm như chưa trước đó, tôi hợp với các uh, các um, các cộng sự của tôi anh chị hay mà những người mà gọi là đầu não ấy, kiểu như là trong phòng ban lãnh đạo anh chị. Cái mình hỏi mọi người một câu, mọi người bảo ủa sao nhóm trưởng biết. Trời sao không biết? Làm việc với vũ trụ có gì không biết. Làm việc, việc với vũ trụ gì không biết nói trời thật sự chị nhắn chị gửi thư cho vũ trụ chị đặt hàng vũ trụ và mong mà nhóm trưởng có thể nghe được cái lời nhắn gửi của chị ủa sao chị không nhắn luôn chứ nhắn vũ trụ làm gì <laughs> nói chị nhắn vậy để mà nhóm trưởng nhận được và nhóm trưởng tự nhiên có cái ý nghĩ đó nói chứ chị nói thẳng thì sợ nhóm trưởng la chị đấy tôi nghĩ là chắc một số anh chị gọi là có đặt hàng vũ trụ hay gì đó tiềm thức ơi vũ trụ ơi à, nghe bây giờ hôm nay à, cho tôi có niềm tin vào chính mình à, à, tôi đang thế này kia tâm sự vũ trụ anh chị ấy nhiều anh chị số 8 đấy chắc à, hôm nay là cho năm giác quan mà đi chơi hay có đâu đi cho đi đâu chơi không có cho đi du học không du học ở Mỹ Mỹ Tho chắc năm hôm nay năm mấy bữa nay là cho năm giác quan của mình đi chơi đúng không bảo vệ nó nha à, bảo vệ nó nha anh chị ha tú không thể nào ở bên cạnh anh chị thì lúc nào cũng là chị ơi cố lên anh ơi cố lên cái kiểu anh chị được không ạ à? đấy và thì tốt nhất là mình vào chương trình tại vì tú giùm anh chị tới ngày 28 tháng 2 rồi và tháng 3 tú đào tạo chương trình doanh nhân rồi và chương trình 60 ngày hết gặp anh chị Dung tối rồi. Dung tối anh chị sẽ gặp uh, à, nhóm trưởng công minh được mà. Đấy hết gặp tối anh chị à. Đó là nếu mà muốn gần gần tối thì sao? Vào chương trình doanh nhân ơi. Và vào trong anh chị mình vào chương trình doanh nhân có tên rồi. Mình comment số so, số so, comment tôi vậy Học hết anh chị. Học từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, 5. có bao nhiêu lớp học hết đi. Học không có thừa đâu anh chị nha. À. Chỉ sợ là quan trọng anh chị có đủ cái sự kiên trì để học và ứng dụng mới thành công Nhớ là học phải ứng dụng nha Anh chị yên tâm cho học với câu lạc bộ ấy Là thành công anh chị ha Học là phải ứng dụng Cũng nói trước nha Vô tới chương trình doanh nhân là tú không phải là Giống như tú ở trong doanh nhân khác rồi anh chị Vô doanh nhân là tu dí bài tập anh chị là Mỗi ngày Anh chị nhà không làm là Đặt mông lên bàn ngon bài nói vậy thôi chứ gặp được đâu đặt ngon bài anh chị nhưng mà điều đó giúp anh chị thành công thì có vui không ạ nếu mà anh chị nhờ ai đó đồng hành cầm tay chỉ việc nhắc nhở thúc đẩy có thể họ hơi nghiêm khắc với mình nghiêm khắc để anh chị tốt mà khắc nghiêm khắc không phải tú la anh chị ha mà tú thúc đẩy anh chị làm ấy tại vì anh chị thì bị cái tính u lì trì hoãn ấy mà cái đó là nó cần thời gian thay đổi nhưng mà đợi anh chị thay đổi chắc năm năm sau ấy. Bây giờ muốn thay đổi là phải hành động ngay. Tôi nói anh chị nghe, một trong những cái để thay đổi cái tính trì hoãn liệu của mình đó chính là hành động ngay. Một trong những cái giúp anh chị vượt cái nội sợ hãi chính là hãy hành động ngay. Anh chị nhắn tin cho những cái người bạn gửi link zoom cho mình, các vị giám trưởng sẽ chia sẻ anh chị điều kiện tham gia nhé. Được không ạ? À? Đấy. Nên là tôi sẽ thúc đẩy anh chị mỗi ngày. Nhưng mà nếu mà thúc đẩy anh chị trong vòng 6 tháng nữa mà chúng ta có được chúng ta đạt được những mục tiêu mình đặt ra thì sao? Có vui không anh chị? Còn đỡ hơn mình cứ cho mình thoải mái. Mình cứ cho mình tung tăng uh, gì ta? Gì câu gì thầy hé gì tung tăng trên đường vui ca nhìn qua ngày tháng. Sau mình nhìn đi nhìn lại ủa sao tháng sao ủa? Ủa lạ lắm anh nha, cái bạn này lúc trước học dung với mình Sao hôm nay thành công quá ta Lên chia sẻ của chị thành công tự tin quá ta Ủa rồi đi nước ngoài chơi với anh chị em câu lạc bộ nữa. Trời ơi, còn có công việc kinh doanh toàn cầu nữa. Ủa trời ơi, còn có hệ thống khách hàng tự thụ động nữa trên internet luôn. Ờ. Đó, ủa sao mình nắm tay nhau trên đường vui ca bao ngày tháng mà bây giờ mình không có gì hết người ta có gì vậy ta quay lại hỏi không nhau hỏi gì cũng không có muộn anh chị ha lúc nào cũng là lúc tốt nhất là bắt đầu không có thời điểm nào là muộn trên chỉ có điểm mình chậm hơn người ta thôi mà trong đó mình cũng học dung với nhau mình cùng một dung với nhau. Thì sao anh chị? Đấy. Được không ạ? À? Vào chân số anh chị mình hiểu comment số 1 giờ. Ừ. Quan trọng anh chị phải nhìn thấy nha. Cái lợi ích khi mà chúng ta nhận được cái giá trị gì từ chương trình được mà và mình phải có cái niềm tin là mình học là mình thành công mình học là mình mình uh, thay đổi cuộc sống mình luôn để mình học nghiêm túc anh chị mình học nghiêm túc anh chị ha và chúng ta nhớ rằng cái niềm tin thì nó không có đúng không có sai quan trọng là nó có lợi hay không có lợi thôi quan trọng là cái niềm tin đó tạo lợi ích hay là không lợi ích cho các anh chị thôi Đúng không? Nên là nếu anh chị vẫn tiếp tục với con người cũ bây giờ Cách làm cũ, niềm tin cũ Những cái sự chi hoãn, những cái hành động Vân vân và vân vân Như hiện tại anh chị đang làm Thì anh chị cũng sẽ có cái kết quả cũ rồi Còn nếu bây giờ anh chị chấp nhận thay đổi Mình mình tin vào những cái niềm tin của chị Phú Mình tin rằng là gì Bởi vì anh chị tin vào những cái sự lựa chọn Cũng như là những cái sự chia sẻ của tố Và anh chị chọn cái con đường cái hành trình mà tú đã đi qua thì cái kết quả sẽ rất là tuyệt vời, được không ạ? chứ tú không nói là uh, tú nói là kiểu như tú tú nịnh anh chị hay để anh chị vui đâu, tại cái điều đó không có, không có cái lợi ích gì đâu anh chị. tại vì nếu mà nói để vui mà nói để anh chị học thôi á thì chắc chắn là những anh chị nào học rồi sẽ quay sang mà và nói gì ạ? và từ đó về sau mà họ không nhìn mặt tú luôn họ sẽ không tiếp tục học tập cùng với câu lạc bộ nữa luôn bởi vì sao sao lỏng nhưng mà anh chị thấy đúng không ạ có rất nhiều anh chị lên chia sẻ thành công là những người thành công thật các anh chị ha đến từ khắp mọi miền tổ quốc đâu phải là do tú tự bị ra đâu được không ạ à? à? đấy nên là các anh chị chúng ta hãy ra quyết định anh chị nha và để có mặt trong chương trình sắp tới chương trình gần nhất là gì à? là chương trình doanh nhân xuất chúng vào ngày 27 tháng 2 và một chương trình nữa chính là chương trình gì làm chủ sự giàu có bắt đầu ngày 6 tháng 3. Nên những anh chị nào chúng ta đăng ký chương trình doanh nhân, nhân thì mình sẽ được tặng cả chương trình làm chủ sự giàu có anh chị. Được không ạ? À? Còn nếu mình chỉ đăng ký chương trình làm chủ sự giàu có thôi thì mình phải đăng ký thêm chương trình doanh nhân, nhân. Và đặc biệt anh chị biết không? Một món quà rất là tuyệt vời. Bao nhiêu trong số anh chị muốn nhận quà đâu ạ? À? Thì comment tôi mới nhận thông tin chiều nay luôn. À, như tôi đã hứa đúng không ạ nếu anh chị nào chúng ta đăng ký tham gia chương trình doanh nhân uh, trong uh, tháng này có mặt trong chương trình doanh nhân tháng này đúng không ạ à, thì tôi sẽ tặng cho các anh chị chương trình uh, uh, giao tiếp cách uh, giao tiếp và đối nhân sự thế đắc nhân tâm anh chị ha tại vì tất cả mọi thứ đến trong cuộc đời của mình ấy mối quan hệ của mình có hòa hợp hay không tài chính của mình có ok hay không sức khỏe mình có ok hay không nó đến từ cách giao tiếp của mình với chính bản thân của mình và với những người xung quanh nghe không ghê không? Tuyệt vời không ạ? À? Đây là một món quà đầu tiên. Thứ nhất là học chương trình doanh nhân là được tặng chương trình làm chủ sự giàu có rồi nha. Thứ hai món quà của Tú dành cho anh chị ấy. chính là một chương trình đắt nhân tâm. À, chương trình mà à, gọi là cách giao tiếp đó nhân sự thế làm sao anh chị hòa hợp được với chính mình. Hòa hợp được với tiền và hòa hợp được những món quà này xung quanh. Và thứ hai, món quà thứ hai. Món quà này đắt lắm anh chị quá. Món quà này tiền tỷ. Tiền tỷ anh chị những cái những cái điều mà tôi tặng anh chị cũng tính bằng tiền tỷ nha tại vì đi học ở nhiều nơi xong đúc kết lại mới có trợ hệ mà chị và ứng dụng thành công mới chia sẻ anh chị được chứ tôi không phải là một người đi học xong mà về bê lý thuyết về nói nha như vậy là chỉ là học học giả thôi diễn giả anh chị diễn giả mà giả 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 giả, ấy, giả dối còn mà diễn giả là có những diễn giả là người ta học thật ứng dụng thật ra kết quả thật còn Tú thì không muốn làm những giả tôi muốn là một người doanh nhân rồi mang những giá trị mình ứng dụng thành công mình chia sẻ với mọi người thôi ngoài thứ ba chính là trong tháng 3 này anh chị ha bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 tới ngày 31 tháng 3 thì tại Đô la thầy Lê Huy đó chính là nhà sáng lập à, câu lạc bộ giáo dục tài chính chất lượng đúng không ạ à, thì sẽ có một cái chuỗi dung 30 ngày chia sẻ về nền kinh tế của Mỹ và trực tiếp tại Mỹ anh chị chia sẻ về sự phát triển của những cái công, ty tập đoàn mà phát triển nằm trong uh, Forbes anh chị nằm trong top những doanh nghiệp vĩ đại trường tồn những doanh nghiệp vĩ đại trường tồn chính là những doanh nghiệp phát triển trên 40 năm anh chị nha sẽ chia sẻ mình là tại sao họ lại kinh doanh thành công họ có những cái tư duy gì họ có những cái niềm tin gì họ có những cái chiến lược gì có vẻ tháng 3 tháng 3 tháng đặc biệt anh chị ơi tháng đặc biệt của năm được tặng quà quá trời luôn Cuối một năm tôi thích nhất tháng 3 anh chị Tháng 3 được tặng quà Được không ạ? À? Ừ? Anh chị sẽ được tặng uh, Cái chương trình đó nữa 30 ngày ấy, anh chị nhé Có vẻ như Tháng 3 chúng ta sẽ gặp thầy Tại Vì do La Lê Huy anh chị Nhiều quà quá anh chị Quà quá trời quà Tuyệt vời không ạ? À? Ở đây mà anh chị không thành công được Tôi nói thật anh chị Ngoài kia không nơi nào đâu Thật sự với anh chị luôn nha thì nhớ anh chị chúng ta đăng ký nhanh chóng và đăng ký uh, trong ngày 27 tháng 2 anh chị nha đạt đủ điều kiện trước uh, ngày 27 tháng 2 còn thời gian mà tham gia chương trình doanh nhân thì Tú sẽ báo với các giám trưởng cho thông báo về các anh chị cũng như những cái gì chúng ta cần chuẩn bị đúng không ạ còn chương trình tháng 3 chúng ta sẽ học buổi tối hình như lúc 20 giờ hay sao anh chị thế tháng 3 không gặp tú mà gặp thầy đúng không ạ tuyệt vời gặp thầy là nó thật anh chị gặp đa đa chị cô mà đào tạo anh chị là chúng ta có là lên nóc lên nóc là thành công luôn anh chị ha và học rồi phải ứng dụng nữa 30 ngày mà tại Mỹ anh chị chúng ta sẽ được gì à? gọi là học qua dung khắp mọi khách sạn năm sao gọi là gọi là đỉnh cao nhất ở New York ở các cái bang của Mỹ ba à, 30 ngày sẽ là 30 cái view khác nhau anh chị trời ơi, anh chị hình dung mà mình được trực tiếp qua dung mà mình hình dung chúng tưởng cái bên sao nè cái bên uh, Ben house của bác đinh anh trâm tại vì thầy tại vì đô lê huy có một cái buổi tối thuê một đêm ở đó là gần 4.000 đô một đêm á anh chị ở trong một cái penthouse gọi là <laughs> em vừa nói đăng ký chương trình doanh nhân mới được tham gia đấy được không ạ à? anh chị nào hỏi học này có điều kiện không anh có chương trình doanh nhân mới được tham gia chương trình bình thường không được tham gia nha được không ạ à? biết đâu hôm đó mình theo yêu cầu của các học viên thầy ơi có thể uh, chiếu cái view ra ngoài đường uh, ngoài đường phố New York không mình mà thấy được sao anh chị chở hình dung tưởng tượng chứ làm gì sướng mà bao nhiêu số anh chị thấy sướng và gì ạ à? khao khát mà đó định là mình có trong chương trình 30 ngày uh, một đời giàu có được trực tiếp tường thực trực tiếp tại Mỹ thì cơ minh tôi dạ và điều kiện để tham gia chính là chúng ta tham gia về chương trình doanh nhân rồi mà bởi vì phòng zoom full bây giờ mà nếu mà ai cũng học được thì chắc với anh chị là anh chị nhớ những cái điều tuyệt vời nhất những cái món quà tuyệt vời nhất chỉ dành cho những người xứng đáng và xứng đáng hay không phụ thuộc vào cái khát khao của anh chị anh chị phải thể hiện cho những người thành công thấy là anh chị khát khao thật sự qua hành động của mình chỉ nếu mà zoom đó mà giả sử mà ai cũng vào được thì người tắt cam nè không đổi tên nè xong mà vô rồi nghe ý kiến cái còi thì, thì không 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 có trân trọng thì thôi không không có cho anh chị ha làm việc của chúng ta là gì nhắn tin cho những người bạn của mình hôm nay là ngày bao nhiêu anh chị 24 rồi à, chỉ còn mấy ngày thôi chúng ta sẽ uh, có chương trình doanh nhân và sẽ đến với chương trình của thầy ta việt được không ạ à? ừ? nên ra quyết định anh chị nha mình đặt ra mục tiêu sau đó là gì à? hình dung tưởng tượng rồi hành động tuyệt vời anh chị nha Đấy. và khi chúng ta phát triển cái giá trị nội tại của mình ở bên trong là mình lựa chọn sự phát triển Ờ, khi bên trong mình phát triển như sao anh chị thì bên ngoài của các anh chị nó sẽ giờ kết quả nó sẽ hiển lộ à, ờ, được không ạ à? và anh chị nên nhớ rằng là giờ nếu mà chúng ta không trở thành chuyên gia thì chúng ta sẽ trả tiền cho chuyên gia thôi nên nếu mà anh chị không biết kinh doanh ấy, anh chị sẽ trả tiền cho rất nhiều những cái quyết định của các anh chị mà tòa nghe đó nói xong mình phải trả tiền cho những cái quyết định đó của họ nên mình phải tự làm chủ cuộc đời của mình bằng cách là mình phải là người có trí tuệ anh chị. Có sự hiểu biết. Anh chị lắng nghe tôi nói. Nhưng mà tôi đưa những cái nhận những cái dẫn chứng rõ ràng cụ thể tôi không nói những lý thuyết suông anh chị ha và không nói theo kiểu là dẫn, dẫn dẫn dắt anh chị đi. Mà tôi nói là thật tâm mà mình muốn giúp anh chị thành công. Chứ tôi không phải là nói để có lợi cho mình mà không có lợi cho anh chị. Đâu bên cũng có lợi. Và chúng ta cùng thành công. Được không ạ? À? nên anh chị phải hiểu rằng là gì chúng ta phải đầu tư um, để đầu tư để mình có trí tuệ đúng không đầu tư tiền cho mình có trí tuệ đầu tư tiền cho mình có cái tài sản mà chị biết tài sản này ngày càng tăng giá đấy đúng không ạ cái tài sản trí tuệ của anh chị chắc sao anh chị nó mãi mãi nằm ở đây mà nó cứ đi đâu đâu trừ khi anh chị đập đầu vào gói thôi mất trí nhớ Đúng không ạ đầu vào gói cũng không mất trí nhớ đâu anh chị à, yên tâm anh chị đừng có sợ nó mất và tú ở đây mà tú có bỏ anh chị đâu sau hay sau hay là kể cả một năm sau hay năm năm sau chiều khi anh chị bảo là em đi ra đi <laughs> anh đi ra đi rồi chị đi ra đi rồi chị không cần ai hết là chị thành công chị ok ok thì thôi anh chị đẩy thì mọi người đi đi chứ anh chị không đẩy trừ khi anh chị không bỏ cuộc thì chắc chắn là tú và câu lạc bộ luôn bên cạnh anh chị cho đến khi anh chị thành công và thành công hơn nữa điều không à? Đấy. Và anh chị thấy rằng cái hành trình tôi đi đấy. Nói chung là sức mạnh tính cách của tôi cũng rất là kinh khủng anh chị nha. Kinh lắm ấy. Bởi vì khi mà tôi gặp những điều không thuận lợi anh chị. Ví dụ như tôi biết là mình không biết bán hàng. Mình không có biết về marketing. Nói chung mình chả biết gì về kinh doanh hết trơn. Ấy. Mình như một trang giấy trắng anh chị. Mình biết là mình phải học là từ đầu. Nhưng mà tôi không bao giờ từ bỏ. Mình không có suy nghĩ là khó có bỏ qua. Mình cũng không suy nghĩ rằng là chắc không làm được không tin mình không có anh chị mà tôi rất là bị ơn thật sự bên chị là đến khi mà tôi đạt được những cái sự thành công ngày hôm nay anh chị cái người mà tôi biết ơn nhất anh chị anh chị biết ai không à anh chị biết cái người mà tôi biết ơn nhất lúc nào tôi cũng cảm xúc và rất là chân quý yêu thương nâng niu chính là chính mình anh chị vì mình đã không có từ bỏ mình đã không có dừng lại Mình đã rất là kiên nhẫn Mình đi từng bước một Ok không được Mình xé cái tờ giấy này Mình bắt đầu lại Lên kế hoạch lại Điềm tĩnh lại Bình tĩnh lại Và làm từng bước thôi Kiên nhẫn Để mà ngày hôm nay anh chị thấy được à, Tú nè Nên là những cái gì mà anh chị đi qua Thì bản thân Tú đã đi qua rồi anh chị nha à, Cũng có những lúc mà mình không thuận lợi Vì sao anh chị và những cái người giàu họ cũng như vậy thôi có thể họ không có than cho anh chị nghe đâu họ không, họ không có kể lễ cho anh chị nghe đâu nhưng mà các anh chị vẫn nghĩ rằng là cái hành trình anh chị đi ra cái hành trình người đơn độc và cô đơn và hành trình người giàu đi thì đơn giản còn mình thì khó anh chị không có đâu nghĩ rằng cái hành trình họ đi chắc ngon lành lắm không có anh chị ơi nó cũng vậy họ cũng gặp những cái vấn đề chỉ có điều là họ họ lựa chọn cái sự phát triển thay vì lựa chọn cái sự ngồi than vãn và ngồi trách móc người này người kia khi mà mình gặp một cái vấn đề mà mình không vượt qua được anh chị ha mình thấy nó khó có nghĩa là mình đang cần phải phát triển lên mình đang đứng thấp hơn vấn đề rồi mình cần phải chuyển phải chuyển lên và vũ trụ này chỉ có hai trạng thái là một là phát triển hai là lụi tàn và ngày hôm nay của mình phải tốt hơn ngày hôm qua và ngày mai của mình phải tốt hơn ngày hôm nay và mình đặt ra mục tiêu là gì ạ đặt ra mục tiêu cao hơn và mình phải tin tưởng vào cái mục tiêu mình đạt được anh chị ha đừng có đừng có sợ cái sự phát triển nhưng có sợ cái việc đặt mục tiêu được không ạ à? và khi đặt ra mục tiêu rồi việc của mình là gì ạ tin tưởng và hành động chứ phải tin tưởng xó ngồi hình dung xong rồi ngồi nghĩ rằng là tiền trên trời rơi xuống không có đâu nếu anh chị không có sự phát triển nào hết anh chị không có hành động nào hết thì sao anh chị mãi mãi là anh chị của ngày hôm nay và kết quả của ngày hôm nay thôi nên nếu anh chị đặt ra mục tiêu rồi nghĩa là đồng đồng nghĩa vì anh chị phải phát triển mình lên và Tú cho anh chị câu trả lời đó. Đó chính là tham gia vào chương trình doanh nhân và chương trình làm chủ sự giàu có để sao ạ? À? Thay đổi tư duy của mình. Suy nghĩ của mình, niềm tin của mình để mình có những cái hành động mới. Thì sao anh chị? Kết quả của mình nó đến trong những ngày những ngày tháng tới đây thôi. Có đơn giản không ạ? Và nếu như mục tiêu rồi đó của mình nó lớn quá mà mình chưa đạt được thì sao? Yên tâm đi. Tiếp tục đi tiếp. Rồi nó cũng tới anh chị ha à, Bởi vì sao? Chúng ta nhìn thấy cái mình đã có cái tầm nhìn nhìn thấy trước rằng là tất cả mọi người đi thì đều đạt được mục tiêu nên không có lý do gì mục tiêu mình trả lớn ngay cho anh chị ơi mình cứ suy nghĩ nha ôi mục tiêu nó đơn giản mà chặt tặc lưỡi cái nó tới suy nghĩ ra đi mục tiêu anh chị đã, đã, đã to tới mức nghìn tỷ chưa đã to tới mức trăm tỷ chưa tôi nghĩ chắc chưa tới không biết là 10 tỷ đã tới chưa <laughs> nhiều anh chị hơi lo sợ đặt mục tiêu 1 tỷ thôi tỷ mà không biết giống như to to như cả thế giới và to như cả vũ trụ vậy không anh chị nghĩ đi mình đặt một tỷ nhưng mà ngoài kia rất nhiều người đặt 10 tỷ trăm tỷ mình nghĩ chờ bình thường đơn giản đơn giản mà khi đặt ra mục tiêu mình phải hỏi như vậy nè tháng này mình đã đạt được bao nhiêu phần trăm trên cái hành trình đi đến mục tiêu của mình rồi hoặc năm nay mình đã đạt được bao nhiêu phần trăm trên cái hành trình đi đạt đi đến mục tiêu của mình rồi nếu mục tiêu anh chị nó dài hạn và việc của mình phải đặt câu hỏi ở chính là trong tháng vừa qua mình đã gì ạ, gia tăng được bao nhiêu giá trị nội tại của mình rồi rồi, và mình đã trao được giá trị giúp đỡ cho bao nhiêu người rồi, nó mới thuận theo các quy luật của vũ trụ chính là quy luật cân bằng được anh chị nha. Tại vì những gì anh chị nhận được thì bằng tư giúp đỡ của anh chị cộng với giá trị anh chị giao cho cộng đồng, được không ạ? À? chứ không có cái không có cái chuyện ở đây là hên xui hay may mắn đâu. À được không ạ? À? và kiếm ta đặt một mục tiêu, mình hành động mình tin tưởng thì, thì nguồn lực sẽ tới và mình nắm bắt nguồn lực nguồn lực đó để mình đạt được những mục tiêu trong cuộc đời của mình mình hành động và mình đạt được những mục tiêu của mình thôi đơn giản không ạ và khi khi tiêu diêu các anh chị cùng với tần số mục tiêu khi mà giá trị bản thân anh chị nâng cao lên thì sao à, và anh chị cũng nâng cao cho đi giá trị cho thị trường nhiều hơn thì mình đạt được số tiền đó thôi Ừ, bao trong chấm anh chị chúng ta hiểu gì tôi vừa nói của mình số một nha. và cái mức thu nhập anh chị nha để có một cái mức thu nhập cao nhất thì mình phải là người giỏi nhất đúng không ạ à? và trong ngày hôm nay chắc là chúng ta chỉ có thể là đi kết thúc cái tư duy cuối cùng của 17 tuy tư duy triệu phú anh chị chúng ta đi qua những cái tư duy của những người giàu anh chị ha và tôi mong rằng anh chị hãy ứng dụng những cái tư duy này vào trong cuộc sống mình hàng ngày vì những cái tư duy này nó rất là quan trọng được không à? ừ, ok các anh chị nha. Thì đó chính là nội dung trong buổi tối ngày hôm nay. Thì trong ngày mai tôi sẽ chia sẻ với các anh chị về cái ứng dụng số mạnh thức vào trong mối quan hệ, được không ạ? À? Ok rất là tuyệt vời. À, và tôi rất là mong muốn là những cái sự chia sẻ của tú cũng như những cái sự, những cái kiến thức mà trong những ngày vừa qua tôi chia sẻ anh chị, anh chị ứng dụng vào trong cuộc sống của mình và biến nó thành tư duy của mình thành lối sống của mình, được không ạ? À? và anh chị hãy đáo định là chúng ta có mặt trong chương trình doanh nhân và chương trình làm chủ sự giàu có anh chị nha và cũng rất mong muốn gặp các anh chị trong chương trình gì ạ à? À, một đời giàu có của tài phiêu la thầy Lê Huy trong tháng 3 được từng thuật trực tiếp tại mỹ đều mặt rồi ok, rất là tuyệt vời à, cảm ơn tất cả anh chị đồng hành cùng túi trong buổi tối hôm nay à, chúc tất cả anh chị ngủ ngon cho mấy niệm thành công giàu có hạnh phúc và chúc cho chúng ta có một đời bình an à, hạnh phúc khỏe mạnh thành công giọng vàng. Rồi, xin chào và tất cả anh chị em. Hẹn gặp lại tất cả anh chị vào 20 giờ tối ngày mai nhé. Bye bye. cảm ơn là một bông hoa cảm ơn là lời yêu thương bạn ơi xin nhớ nói câu cảm ơn một khi nhận gì từ ai dù mua hoặc là người cho bạn ơi xin nhớ nói câu cảm ơn cảm ơn cờ n, hé môi sinh nói lời cảm ơn cờ mơ cảm ơn là một bông hoa cảm ơn là lời yêu thương bạn ơi xin nhớ nói câu cảm ơn một khi nhận gì từ ai dù mua hoặc là người cho bạn ơi xin nhớ nói câu cảm ơn cảm ơn cờ -A, a n hé môi sinh nói lời cảm ơn cờ a cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn